Trong những ngày cao điểm mùa nắng nóng này, hóa đơn tiền điện gia tăng là nỗi lo của đa số gia đình sử dụng điện sinh hoạt. Chúng tôi, Đoàn Thanh niên Điện lực Nghĩa Đàn Thái Hòa, Công ty Điện lực Nghệ An xin đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa hè này. Đối với tủ lạnh, hạn chế mở tủ lạnh vào những ngày này vì mỗi lần mở, tủ lạnh lại gặp một luồng khí nóng, khiến chúng phải cân bằng lại nhiệt độ đã thiết lập. Điều này gây tốn nhiều điện năng hơn. Đối với quạt, giúp phích cắm điều khiển từ xa và tắt quạt sau khi sử dụng. Làm sạch các thiết bị, lau hết bụi bẩn giúp các thiết bị điện tăng gấp đôi công năng của nó, khiến đèn sáng hơn, quạt thổi mạnh hơn. Cách tiết kiệm điện này khiến bạn có thể giảm bớt số lượng đèn điện, quạt gió hoạt động trong nhà mà vẫn đáp ứng được hiệu quả làm mát và soi sáng. Đối với các thiết bị chiếu sáng trong gia đình, bạn nên chọn loại bóng đèn LED, không nên dùng đèn sợi đốt vừa gây nóng bức vừa tốn điện năng. Có một sự thật rằng, các thiết bị điện tử như máy tính, TV, loa đài, ngay cả khi đã tắt đều có thể tốn điện năng. Tuy điện năng tiêu tốn tại thời điểm đó không cao nhưng xét về lâu về dài, số tiền bạn phải bỏ ra cũng nhiều đáng kể. Vì vậy nên lưu ý rút nguồn các thiết bị khi không sử dụng. Công nghệ tiên tiến inverter được nhiều hãng sản xuất điện tử sử dụng để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện. Một số thiết bị điện tử sử dụng công nghệ inverter mà bạn nên mua để sử dụng cho gia đình của mình là máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp từ. Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong giờ cao điểm. Vào các khung giờ cao điểm, cần hạn chế dùng nhiều thiết bị cùng lúc, giảm bớt đèn chiếu sáng, cài đặt nhiệt độ điều hòa hợp lý để tiết kiệm chi phí. Tăng cường cây xanh được coi là cách tiết kiệm điện tự nhiên mà cũng không tốn quá nhiều chi phí. Giữa thời tiết nóng bức, nhiệt độ từ 38 đến 40 độ C, những chậu cây xanh mướt chính là liều thuốc giải nhiệt cho không khí cũng như tinh thần của bạn. Khi thời tiết quá nắng, việc kéo giảm vào sẽ giúp không khí trong nhà mát mẻ, thoáng đãng hơn và có thể giảm khí nóng lên đến 33%. Đêm xuống, nhiệt độ sẽ giảm đáng kể so với nhiệt độ ban ngày. Vì vậy, thay vì sử dụng điều hòa suốt đêm, mở cửa sổ trong lúc ngủ sẽ tận dụng được luồng khí mát từ gió trời và điều hòa không khí trong nhà của bạn. Năng lượng điện là nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng nhưng không phải là vô tận. Vì vậy, việc tiết kiệm điện cần thực hiện ngay ở mỗi gia đình và cả xã hội. Chúng ta hãy nâng cao ý thức tiết kiệm điện.